Xin chào các anh chị. Hôm nay em xin hướng dẫn anh chị nhập thông tin khách hàng trong phần mềm quản lý bán hàng. Thì cũng giống như các phần mềm trước em đã tạo ra, thì phần mềm này em thấy em làm đơn giản hơn và sử dụng nó cũng đơn giản hơn luôn. Thank you.
Thank you.